bạn ở lâu bông thấm mò bông to bị đuổi chuột nó quên nhưng tôi sẽ nào thêm này hello chen các bạn vùng video khi nào là hoặc cuộc ngô này là thêm lâu em cùng qua và người bông thơm thì xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì thợ đang đo lấy kim chân chẩn phần bê dành. Cũng lấy nầy rồi cả nhà, đây nầy đây tìm xong rồi đúng không? Được nạt hai này, bắt đầu lấy cưa ra chuẩn bị hạ đầu vô anh hạ chi chuẩn bị a này đầu comment nạt thấy ó thấy bằng quân năm toàn đăng ký chưa đăng ký phong bị tập tua rồi đột máy này. Ta này bảo bô nữa nè. Bắt đầu rồi nha. Hồ tới luôn nha, thôi bự rồi. Nhiệt đau sao anh? Nhiệt thì thích á. Mình nghe ban tầm ẩm hơi o anh thở chưa? Ai cũng nghe ngày xưa lên mới ban lần. Thì ngày xưa làm phòng thăm và thăm cho đó, mình muốn cô sinh năng ở thăm anh. Những chuyện này được lên thì cũng thường cũng cố gắng cập nhật thôi. Quá lẹ rồi nha, xong một bên ha, hơi một thang á. Ồ, quá lẹ rồi nha, hấp hơi mình hãy bắt đầu chú cái mầm vô trụng. Quá bụi rồi nhỉ, mình tích rồi xin một đòn xa bị nó khô tới á, diễn ra cũng là bộn tháng rồi. Xong rồi nhà quá đẹp rồi nhà, gắn tay khô tới luôn á, một đòn lại nó. Quá đẹp nha. 20 kéo dây căng lại hết nha. Bây giờ thợ đang cân chỉnh cái phần lượng cho nó chính xác. Rồi chen lên rồi qua vô nạt rồi chiếc cái bên đây là người ta hóc này. Giờ cân chịu phần lượng cho nó chỉnh, chuẩn bị lên dán bê dặn rồi nha. Rồi bỏ cho mặn nó ót rồi cho mặn cho ót rồi bây phân chốt là mấy lần người ta hót không quên đấy rồi chàng lâm lâm cũng đây thôi chào mừng nó đánh lại hết nè, chịu lại hết để không cho nó xê dịch đó, đánh
là chịu lại toàn bộ hết cái phần lườn này để cho nó lên ra dành không bị xê dịch. Ba khớp ở đây, sau này khớp và khớp lại hết cái ha, đóng lại khóa lại hết để cho nó chỉnh. Khóa lại chuyện mới chịu hai cái mép á, không có bị xệ lên để xuống thì mới làm nó chỉnh. Mình khóa lên ở dưới vậy đó cho nó chịu lại cho cứng cái nhà. Sòi mò to mời về hệ hệ là hệ là dân và bạc vừa ca à, hiện tại cũng cân chỉnh xong rồi nhà, lần hơi oi này nên cho mọi người còn quay hơi oi một tên lần tùm mà cái đà học rồi mới cả có ba ngày tặng hay ấy cũng đăng cần chỉnh xong ha, chịu lại hết chuẩn bị lên cần chỉnh hơi nha. À, lỗ tụi mình xây vô nó tiếp cái nặng thôi nè. À, lỗ chạp đốm này là cầm ruộng ca hiện tại bắt đầu hết rồi nha, chuẩn bị lên ghế cái này sao má đó thì lưỡi này phát đó chăm cái chỉnh coi hay chăm mê cái chỉnh đi thôi tặng nó lực ơi, có lực kiếm không? Ừ. Vô chớ, vô chớ chém á, chém bị cỏ mất mọi thứ lên. Vô đoạn tỏ bị cỏ nó về mình đi. Canh thì cứ vô nát công á thôi. Quá đẹp nha. Rất là liền luôn. Rồi, thợ đang lấy cái mặt cong cho xong rồi nha, tới cái điểm cong vô rồi. Dạ, ngồi vô hạt cong, rồi, tận mà. Rồi, lấy tìm xong rồi nha. Lấy tìm xong rồi, để lại giấy cũ, vô hạt thôi nè. Ở bên này chút chặt em ui. Rồi hai bà này. Rồi ở quân bằng ôn ở khnê hô ba ngày tổng khanh mót.
À, hiện tại thì thợ cũng tới giờ cơm ở cái nhà lậu chen cái đầu pela lậu các bạn chặt hơi này chặt chặt một hơi ai này chặt sạch tiền hàng hơi ai hiện tại cũng đã tề xong hai bên này nè chuẩn bị khiêng miếng này lên trên này lấy mẫu luôn ha lấy tim gạch thì lấy tim cưa theo luôn và hiện tại đang quét dọn cho sạch đó. Bán bề dầm này rất là đẹp đi nha, bát á, tuột lại nha, bề dầm. Xe này nó đặt cho nó vô khá nát trong cổng luôn rồi. À, hiện tại anh em tập trung để xuống cái nhà. Để xuống lấy mẫu ở phía dưới cho xong. Đặt cho đặt cổ bị lơ nằm bây giờ vô khá nát đó. Lập một quýnh nha, lật lại cái nhà. Em bước lên em, bước lên. Ê. Ừ. Ê. Ừ. 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 Trăm tiếng không? Quá đẹp nha, rất đẹp luôn. Quá đẹp. Gạch lấy tim chấn ở cái nhà để cưa. Ghề xuống hết cả nhà. Cắt ở trên này nó gọn. Hỏi đem lên nữa. Lấy chừng hao một chút nha. Chỉnh lại chút nha. Nhưng mà chặt hơi lớn tích lên vậy rồi. Ôi, nát mọi tầng. Đầu nha, chặt đâm. Nó như sửa hơi ớt ác mạnh lớn đấy. Là mai nó có gì dọn lên. Mai là cắt chỉnh sửa bào lại hết. Hai miếng nữa đặt nhà ta cũng chưa có tên ra học ok
cũng gần xong rồi nha, kịp thời thầy bên hiệp trong chặt hơi o tu hơi o ai cần ban khách lớn á, thì cái này làm xong dọn sạch sẽ hết rồi, lấy cái mẫu đinh xong rồi cong đồ xong rồi mai mới bắt được đầu được lên đó nha. Khổ tới luôn nè, một đó là rồi xong rồi cũng thơm, cũng hẹn gặp lại cái nhà ở video sau tiếp tục á, thì cũng do video cũng hơn 15 phút mà, cũng mong tất cả các bạn mình thông cảm á, kênh mình tiếp tục theo dõi á, thơm cũng xin tạm dừng á, cho nên bọn thống và tôi ô tầm này xanh hay sân hay bọn thâm đồng quân tòa với tôi, tôi mong quân tôi sẽ nào tiếp thôi. Lâu lực đặt tục nén hay bọn thâm bằng mò thôi đồ tiếp chú nằm quân tôi sẽ nào tiếp thôi. Xong mò quân bằng ổn dân lọc nè. Cùng click, chú ý chạy, chú ý like, chú ý subscribe, đồng bày tuôn là video thứ mấy, xong mò quân.